góc này tập trung chỗ. Hello cả nhà, Hà đang ở tại Melbourne, Australia. Và bây giờ Hà đang chuẩn bị xem một cái gì đó, Hà không biết là một cái gì đó, nhưng mà nghe mọi người nói là rất là đẹp, cho nên là ok, Hà sẽ livestream để cho mọi người cùng xem với Hà. Mà Hà cũng chưa biết là cái gì. Bây giờ thì Hà đang đứng ở ngoài trời và hôm nay là đang là mùa thu đông ở Australia, Melbourne. Rất là lạnh nhưng mà rất là may mắn là bởi vì ở ngoài này có cái sưởi ở ngoài trời, cho nên Hà mới có thể đứng ngoài này, chứ Hà sợ lạnh lắm, không có chịu lạnh nổi. Và Hà chuẩn bị được con cái gì đó rất là đẹp mà Hà không có biết nữa, là Hà livestream để cho mọi người cùng coi với Hà nha. Đây cho mọi người ngắm thành phố Melbourne về đêm. Đây được coi là một cái chỗ mà vị trí đẹp nhất để ngắm thành phố Melbourne về đêm nha. Đó, thành phố giống như là thành phố tương lai. Mọi người thấy xe lửa Skytrain chạy trên không không? Mọi người có thấy Skytrain chạy không? Sức và biết để serve mình thôi nha, chứ không phải là những chơi đàng hoàng đâu. Rồi mấy lần trước lên đây lại ít gặp Lộc. Lộc là đại ca ở đây cho nên là rất là đặc biệt. Đây là cho mọi người ngắm thành phố Melbourne về đêm nha. Thành phố chúng ta hiện tại. Mọi người chờ một xíu nha, mình sẽ chuẩn bị ngắm một cái cảnh rất là đẹp ở Melbourne. Một cái cảnh rất là đặc biệt. Mọi người chờ một xíu, Hà sẽ livestream với mọi người. Đó, phía sau Hà là thành phố Melbourne. Cocktail không? Cocktail được. Mọi người đã online chưa? Tí xíu sẽ có cái gì đó rất là đặc biệt, nhưng mà Hà chưa có biết. Hà cũng sẽ cùng coi với mọi người. Ly đó là signature của Lộc ở đây. Người cái mặt bự quá. Hello Tâm. Vũ em David Tâm Béo. Nhỏ đã ngủ chưa em mà online thế? Anh Phong, mình còn bao nhiêu lâu nữa? Còn mình 3 phút, 2 phút nữa là mình 2-3 phút nữa. Nó phun lửa giờ đó. Em qua đây nè em. Shot đặc biệt. Em qua đây nè. Dạ. Mr. 13. Hello. Mr. 13 đâu ra? Trong lúc đó Hà cũng mới giới thiệu với mọi người, đây là anh Phong ha. Đây là người đã tổ chức và giúp Hà được có cơ hội để đem phim đến chiếu ở Úc. Chiếu ở Úc đây. Hơi tối một chút xíu. Hơi tối một chút xíu. Cô này, sao? Cô này là chính, cô này đóng. Trời ơi, thôi. Nói thử tiếng giọng Bắc với anh giọng Phong. Nam. Anh giới thiệu một vòng mọi người giùm em đi. Giới thiệu một vòng mọi người giùm đi. Rồi, đây là cô gái xinh đẹp nhất của Crown Melbourne ở đây. Đó là có thể nói được tất cả những giọng vùng miền của người Việt của mình. Đó, mặc dù là Bắc Trung Nam mình, đúng không? Bắc Trung Nam. Giờ chào thử coi. Em xin chào tất cả mọi người. Em chào mọi người đang có mặt ở đài truyền hình trên toàn đất nước Việt Nam. Rất là giỏi, rất là giỏi. Thôi còn giọng một giọng nữa. Giọng miền Nam thì thôi khỏi nói rồi. Đang nói hả? Nghe của mình rồi đúng không? Đang nói đây, đúng giọng. Dạ. Giọng mẹ đẻ, chào mọi người. Giọng mẹ đẻ luôn. Để mình phải để đưa được cái bộ phim Là Mặt Phòng 4 Nhà Có Khách qua đây. Thì ở trong nước là các bạn biết là rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nói chung là phải được sự trợ giúp đắc lực của các bạn ở nước ngoài thì chuẩn bị phun lửa. Nó lẹ chuẩn bị rồi. chuẩn bị phun lửa hả? Phun lửa này cho các bạn coi. Đó thì người đầu tiên mà để đứng ra mà phụ trách cái việc mà phát hành phim ở bên Úc đó là bạn Phong này. Mọi người nhớ nha, rất là đẹp trai, tưởng là diễn viên điện ảnh nhưng mà không phải. Đang chuẩn bị xin lên đài đúng không? Nhưng mà thật ra thì là nếu như mà tất cả các bạn đang coi livestream á, đây là một trong những cái rất là đặc biệt khi mà đến với thành phố Melbourne.
Thứ nhất là cái khung cảnh nó rất là bình yên và nó rất là tuyệt vời khi mà ngồi ở cái vị trí ở đây, ngay tại địa điểm của Crown Melbourne. Và đặc biệt hơn nữa, chút xíu nữa Hà và anh Hải sẽ livestream cho các bạn coi, đó là một cái màn trình diễn, đó là nó là một trong những cái khi mình bước chân đến Melbourne mình bắt buộc phải biết được. Ở đây có rồi. Họ đã tiếp ta. Họ đã tới rồi, mọi người xem nha. Nó đến 8 cái là 8 cái ống nó dài rồi. Từ. Hôm nay là thế giới này là của chị em mình. Trời ơi. 8 cho dù không có Peter Moran nhưng mà mình exclusive luôn. Đây là bắt đầu lên lại kìa. Không biết là bao nhiêu giây nó sẽ quay trở lại một lần á. Bây giờ là đang đang là restart. À dạ. Hôm nay chiếu người đóng tiền gác nên nó đúng rồi. Restart đi rồi. Đúng rồi. Sao lại biết lời á? Hôm nay là lời. Chưa có ông Châu đặc biệt. Kìa lên. Cái tốc độ của nó đứng ở đây đi, tại em lên cũng chưa trả bill mà trả bill ga đi chứ. Chết cha. Nhắc rồi đó là. Bây giờ mình là 8 giờ, 9 giờ sớm, 9 giờ tối nữa là 3 tiếng. Cái một tối là một giờ rất là đúng luôn, tại vì nhấp nhạc nha, thường không giữ. Từ dưới mình thì 3. Tại em đang thi là chưa đóng view. Ở đây thì sẽ có 8 cột phun lửa dọc cái dòng sông này, rất là đẹp và con xin một câu nữa nè, con xin một câu nữa. Ôi mình thấy cái mặt của mình nóng luôn cả nhà. Một tiếng hả? Mỗi một tiếng thì mình mới có phun lửa một lần như thế này nha. Và đây là đợt phun lửa cuối cùng trong ngày. 12 giờ cuối là bây giờ là 12 giờ đêm ở Melbourne, Australia. Và đây là đợt phun lửa cuối cùng trong ngày. Và 8 cái cột phun lửa này sẽ dọc theo cái dòng sông này. Mọi người thấy xa xa không? Cái cột phía xa đang phun lửa rất là cao. Đó, mọi người thấy không? Ngồi đây mình rất cao mà nó nóng luôn thật luôn á. Một câu nữa. Nó làm giật mình luôn á. Tí nữa anh em mình có bò nhỏ. Đúng rồi. Bay qua là đó, mọi người thấy không? Cái này phun lửa lên rất là cao nha. Nếu mà nói về chị đó cái là không có dễ gì mà bắt bó. Cháy cái điện thoại không trời, đứng gần quá. À, đứng rất là gần mọi người à. Cái này phải có rượu uống mới ghê nha. Trời ơi, đau đó. Wow. Em hướng người ta mới lồng được chim kìa. Quá càng lớn rồi đó. Đó, ôi, càng lớn rồi đó. Mình tố cáo tao không có tiền cho nên tao phục lắm. Mình không thể đoán được trước là cái cột nào nó sẽ phun lên mọi người à. Hello bạn Hương Thái, hello Hàn Hôm ấm áp. Chào Ngân Ngân. Chào Lộc Peter. Đây là coi như là lần đầu tiên nha.
chạy người luôn nha, chạy mặt luôn nha. Nóng thôi, chắc nó phải tính đồ ăn rồi đó. Wow. Rồi hết rồi, hết màn trình diễn bao nhiêu, rồi. Bao nhiêu chắc khoảng 5 phút vậy. 5 phút ạ. 5 phút ạ. Và nếu là 1 phút vậy, 5 phút đúng. Rồi, vậy là mọi người đã xem xong cái màn trình diễn bằng lửa tại Melbourne rất là đẹp. Kéo dài 5 phút và Hà xém là cháy cả tóc luôn bởi vì Hà đúng Hà quay cho mọi người đó. Nhưng mà mình bấm like đi. Nhưng mà cái điều muốn cái này là không có được đâu nha. Cái này là thật sự ở Melbourne nhưng mà chưa bao giờ thấy cái cảnh này. Bây giờ là cái màn trình diễn của cái bạn mà nổi tiếng nhất ở đây, đó là bạn Lộc. Đây bạn Lộc, là bạn Lộc là chuyên là về là những cái về đồ uống của cái Mahogany Bar này. Đây là những cái thức uống mà đặc biệt nhất mà của Lộc đem đến giới thiệu với mình. Này Mr. 13. Rồi bây giờ sao? Hôm nay là anh Hải với Hà là những người khách rất là đặc biệt đến thăm thành phố Melbourne. Thì đây là một cái shot rượu Louis 13 là Louis 13 đó, là rất là nổi tiếng. Thì chỉ có dành cho những người khách đặc biệt mà hôm nay là có bạn Lộc ở đây. Bạn Lộc phải đưa ra. Lộc đâu ơi, Lộc đưa ra. Lộc đâu? Lộc mọi người đi đang có. Hôm nay là bây giờ là anh Hải phải thử. Tại vì khi mà rót cái ly rượu này đó thì con xin nói với tất cả các bạn rằng là thơm quá. Cái ly sẽ phải được làm nóng trước khi mà rót cái loại rượu này vào để cho giữ được cái nhiệt độ của cái loại rượu Louis 13 này. Và sau đó là cái mùi vị của cái rượu nó sẽ lên trên mũi của mình ngay, đúng không? Đó, bây giờ là anh Hải là người sẽ là vị khách đặc biệt để thử. Đây là cái gì, whisky á anh? Cô nhắc Louis 13. Rất chị thử đi cho chắc biết chị. Cái này uống là té đó. Một cái thấy sai luôn. Nhưng mà phải công nhận là thơm. Mình mình dân hơi lúa ở nhà mình uống rượu đế. Đế đúng không? Rượu nếp đen không à. Dạ. Mình chưa có quen uống. Nói về Louis 13 đó anh. Bây giờ mình đang cầm be mình với lại rượu đế đúng không? Nó xa lắm. Nó khó cầm chế lắm. Thôi vậy hả? Bây giờ mình phải thử đó, mình phải thử mới được, là tại vì thứ nhất á, em thử đi trước. Tại vì cái rượu này á là Hà biết sao, khi mà uống rượu này là phải có cái những cái người xung quanh của mình và cái khung cảnh xung quanh của mình thì nó mới tạo lên hết được cái vị ngon tuyệt vời của cái loại rượu Louis 13 này. Hà không biết là Hà uống thơm. Xong một ngớp thì Hà có thể cầm điện thoại thôi chứ cho mọi người không? Còn rất là nhiều thứ uống khác, nhưng mà thay Hà đã chỉ phải thử rồi. Thơm dữ lắm. Rồi, cheers, thơm cực kỳ luôn á. Mời luôn, thank you anh. Luôn à. Dạ, xin mời, dạ xin mời. Rất là ấm, lắm, rất là ấm. Em là chơi tối luôn. Bây giờ đang rất là lạnh cho nên uống cái này nó rất là hợp mọi người ơi. Uống vô nó ấm người hẳn rồi vì Hà thì chịu lạnh rất là kém. Anh Hải anh uống thử đi, rất là ngon và rất là anh thơm. Thấy là cái này thơm, nó uống uổng không, để dành đây đi. Để trên bàn đi để cho nó bốc mùi nó thơm mọi người nữa chứ uống gì nó đổ. Anh Hải nó uống để cảm nhận được nó như thế nào chứ, anh Hải thử đi. Thơm thiệt. Anh tiếc. Tiếc. Thôi tiếc hả? Uống hết ly đi anh. Cô nhắc phải hút xì gà. Phải hút xì gà nữa hả? Nhắc luôn thế này. Sao tình hình sao anh ổn không anh? Rất là thơm, rất là ngon. Nhưng mà mình nhấp là thôi. Dũng đang nhắc thì còn một lần thôi. Mình uống mà 10 lần là mình ngủ ở đây mình không về. Đó sao đâu để đưa anh về. Có nghĩa là hôm nay là mình chết rồi chưa. À quên. Không. Thật sự cái này nếu mà có nhờ không có thể nào mà thôi mình không dám nói. Tại vì nhiều người có thể uống được cái rượu này. Đúng. Nhưng mà cái rượu này rất là ngon. Này mà Thanh Thảo bên Mỹ nó coi này là chị nó Thảo biết ơi, địa chỉ luôn. À, chị có online không? Thảo kìa. Thanh Thảo rồi biết địa chỉ luôn. Bạn thấy Tú nó biết địa chỉ luôn. Để chút nữa em sẽ tác ảnh vô. Em sẽ tác bạn thấy Tú. Đây là ác chị Thanh Thảo vào. Uống chút xíu đi. Vậy là lần sau mà mình ra mắt phim tiếp mình phải hẹn mọi người đúng trước rồi, một tháng đúng rồi. Chính xác.
Kim Anh ơi, Hà và anh Hải đang ở Melbourne, Australia để ra mắt phim Lật Mặt và Nhớ Thất Thất. Và hôm nay, hôm qua đã là buổi ra mắt phim và ngày hôm nay là một cái buổi talk show tại Crown. Và Hà đang sau khi xong thì Hà đang ngồi chung với lại các anh em và bạn bè rất là thân thiết ở bên này. Rất là vui và vừa xem xong một cái bản trình diễn nữa ở Melbourne rất là đặc biệt, với live stream cho mọi người xem xong. Và bây giờ thì đang ngồi đây nói chuyện với mọi người và sẵn là live stream cho các bạn xem một phong cảnh buổi tối tại Melbourne. Nếu như mà bạn nào đã từng ở Melbourne thì cũng có dịp ôm lại những cái kỷ niệm xưa, cũng như là những cái bạn mà chưa có dịp tới Melbourne thì cũng có thể ngắm cảnh đẹp ở Melbourne. Và sau này hy vọng là mọi người cũng sẽ có lần có dịp để tới đây rất là đẹp, thành phố rất là đẹp. Hello Lê Văn Bằng. Lê Văn Bằng nay lên fan cứng luôn rồi ha. Fan cứng luôn rồi. Mọi người hay hỏi Hà là làm sao để cấp huy hiệu fan cứng. Thật ra là huy hiệu fan cứng là mấy bạn cứ vô comment liên tục là có fan cứng thôi, chứ Hà đâu có cấp đâu. Tại vì cái này là Facebook nó cấp mà. Facebook cấp chứ Hà không có cấp. Không được cấp được. Hello Kim Anh, hello Hoàng Hôn Ấm Áp. Nhìn Lộc cảm hiền lắm. Đây cho mọi người xem. Bây giờ là buổi tối, mọi người là Hà đã mở đèn lên rồi. Đây là mọi người 12 giờ đêm. Hà sẽ quay một chút phong cảnh ở Melbourne cho mọi người xem nha. Đây giờ chính là cho mọi người xem các thức uống mà mọi người đang uống đây. Anh Phong có gì muốn giới thiệu với mọi người không? Không, là nếu như mà mọi người mà nếu mà ai mà đến Melbourne á mà được vào cái Mahogany Room này á thì thực sự là rất là đặc biệt. Chính xác. Đồng ý không? Dạ đúng. Đã nói chính xác. Trai thanh nữ tú không? phải nói giọng Bắc á. Đây nếu như mà ai ai vừa mới vào trong live stream thì mọi người có thể ngắm cảnh Melbourne vào ban đêm nha. Vậy anh phải đưa lại chứ, anh chỉ được chạy chứ anh phải đưa. Đây là đồ lỗi. Ở đây có một cái dòng sông. Mà thật sự hôm nay là coi như là ở đây thời tiết là perfect luôn á. Dạ, đúng nha, hôm nay là nó lạnh, nó sẽ biết mấy ngày trước nó khó chịu lắm, nó lạnh, khó lạnh quá. Là điều thầy kiếm hả ơi, một điều rất là đặc biệt nữa là anh dám nói là hôm nay là hơi phá luật một chút xíu, là bởi vì cái địa điểm này thì không bao giờ mình có thể được phép đặt cái chai rượu ở đây. Là cái luật của cái phòng Mahogany này đó là tất cả cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tất cả những người khách chỉ được uống rượu của mình ở trong ly, uống bao nhiêu thì uống, và không bao giờ mà có thể nào mà mang được một chai rượu mà đặt ở trên bàn này, cho nên là hôm nay là rất là cảm ơn bạn Lộc của mình, đúng không? Và cái chai rượu mà mình đang có ở đây mà mình thưởng thức rượu đỏ đó, đây là một trong những cái chai rượu đặc biệt nhất của cái phòng Mahogany, là phòng của Crown Melbourne. Cái chai rượu này á thì chỉ có những người khách thật sự là VIP thì mới được là hả thưởng thức cái chai rượu này ở đây mà thôi, tại vì nó sẽ không có nằm ở trong cái menu. Cho nên là một lần nữa là rất là cảm ơn Lộc ở đây, đúng không? Cảm ơn bạn. Không mà thật sự cái này nha, đi đâu mà coi như là mình kêu một chai ra không cho. Ở đây là tuyệt đối luật. Cái luật của nó OK. Nhưng mà coi như là em không có ở đây đi ha. Okay. Lúc mà anh nói phá cách thì em không có. Có thể cho 1,000+ người coi rồi, mấy trăm ngàn người coi rồi. Không mà thật sự nhưng mà hôm nay vui mà. Rất là hạnh phúc mà khi mà vợ chồng của mình qua tới Melbourne và nước Úc và được mọi người
rất là tiếp đón rất là chu đáo, một điều mà mình không thể nào mà mình nghĩ ra trước điều đó được. Rất là cảm ơn các bạn ở Melbourne. Và mọi người ơi, hiện tại thì phim Lật Mặt đang chiếu tại Mỹ ở AMC San Jose, Regal Garden Row, CGV Pioneer Park, và ngày 17 tháng 5, từ ngày 17 tháng 5 thì sẽ chiếu tại Houston, Texas, và tại Úc thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 sẽ có những suất chiếu tại Melbourne và Sydney. Hết rồi, sold out rồi còn gì nữa. Sold out ở Sydney. Sydney thì đến ngày 27 tháng 5 mọi người mới có thể coi book vé coi tiếp, bởi vì những cái suất trước đây thì sẽ đã bị sold out rồi. Chứ tới Melbourne thì phải sold out thôi, chứ làm sao mà còn Melbourne, được nữa. Melbourne thì anh Phong phải mở thêm suất chiếu đi nha. Nhiệm vụ của anh Phong rất là quan trọng. Bạn Hoàng Hôm Ấm Áp, chị không có quảng cáo rượu, chị đang quảng cáo phim. Không hề quảng cáo rượu. Chị không có quảng cáo rượu. Chị đang quảng cáo phim Lật Mặt, và Lật Mặt tại Việt Nam thì vẫn còn đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc, nên là mọi người ai chưa xem hoặc là đã xem rồi thì cũng có thể xem lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Hôm bữa Hà vừa mới gặp một cái bạn comment với Hà là đã coi lần thứ 6. Hà làm sao đã bất ngờ luôn. Tại vì quảng cáo rượu cho một cái hàng rượu nữa. Mọi người ơi, mọi người nhớ giúp Hà là chia sẻ thông tin là phim Lật Mặt đang chiếu tại Mỹ, tại Úc và ở Việt Nam thì vẫn còn đang chiếu. Nhờ sự ủng hộ của mọi người, đó là cơ hội để điện ảnh Việt có thể đi xa hơn, và các nước bạn bè cũng có cơ hội để biết tới đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam và điện ảnh của Việt Nam mình. Và Hà hy vọng là mọi người sẽ giúp Hà chia sẻ đến cho càng nhiều người biết càng tốt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và khi nào mà có cái gì vui vui Hà sẽ tiếp tục livestream cho mọi người nha. Còn hôm nay thì thôi, bye bye cả nhà và hẹn gặp lại nha. Bởi vì là bây giờ mình mọi người say hết rồi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bây giờ Việt Nam sáng em không bị làm Việt Nam mới